Chiều nay, tại trụ sở tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy tổ chức lễ chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên trong các ngân hàng thương mại từ tỉnh ủy Hưng Yên về Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương. Tới dự có đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy. Thực hiện quyết định số 60 năm 2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước và công văn của Ban Tổ chức Trung ương về việc triển khai các mô hình đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên thống nhất chuyển giao 16 tổ chức đảng với hơn 600 đảng viên trực thuộc Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh và Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố của Đảng bộ các ngân hàng chi nhánh tại Hưng Yên, gồm các ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đầu tư và Phát triển, Ngoại thương, Công thương về Đảng bộ các hội sở ngân hàng thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương. Việc chuyển giao đảm bảo theo quy định, phù hợp nhằm thống nhất trong lãnh đạo, quản lý tổ chức đảng theo mô hình tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Trần Quốc Toản đề nghị các tổ chức đảng được bàn giao, tiếp nhận, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chuyển giao đảm bảo quy định của Đảng, nhanh chóng rà soát, củng cố tổ chức theo đúng đề án và quy định đề ra, sắp xếp hợp lý, phát huy mạnh mẽ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí Trần Quốc Toản nhấn mạnh, Tỉnh ủy Hưng Yên tin rằng các tổ chức đảng, đảng viên sau khi chuyển giao tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, làm tốt công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị, nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các chi nhánh. Tiếp tục đồng hành cùng các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, nhất là an ninh tiền tệ, làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững. Kịp thời tham mưu với các cấp ủy, ban giám đốc, sắp xếp các tổ chức đoàn thể theo đúng quy định và nguyên tắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tỉnh Hưng Yên mong muốn và tin rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy, lãnh đạo các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đặc biệt là giúp các doanh nghiệp có môi trường thuận lợi nhất để đầu tư phát triển nhanh và hiệu quả.